Mỗi lần cãi nhau, bà lão đều phải biến thành chế độ chiến đấu. Trước tiên bà ấy đọc một đoạn thần chú của Nala thật bóng tối. Uhulahu, ma thuật đen biến hình. Khi thần chú kết thúc, một mũ quan âm và một cây quạt từ trên trời rơi xuống, rơi vững vàng vào tay bà lão. Bà ơi, có cần thay quần áo không ạ? Không cần đâu, cháu xuống đi. Đối phó với nhà lão Triệu chưa cần đến nó đâu. Đồ vô sỉ nhà họ Triệu, mau ra đây và ba mặt một lời đi. Dám bắt nạt thằng tiểu gia nhà ta, tưởng bà già này bị chết rồi à? Cả nhà toàn là đồ lòng đen mặt dày. Thằng tiểu gia nhà ta ngoan như thế, các người dám đánh nó? Nếu không giải quyết cho ra nhẽ, bà đây sẽ không bỏ qua cho nhà các người đâu. Đinh Tú Lan vốn đang lo lắng cho con trai út, nghe tiếng chửi của bà ta, lập tức nổi giận đùng đùng xông ra. Cháu bà là thứ gì? Ai chẳng biết con trai tôi đánh nó là vì chế hại cho dân. Bà còn dám đến chửi người, nhà họ Triệu chúng tôi cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Bà phỉ nhổ, đánh người mà còn có lý à? Mọi người hãy đến xem, họ Triệu đánh người kìa. Bắt nạt người quá đáng, tôi không sống nữa. Các người bắt nạt cháu của tôi, vậy thì đánh chết luôn cả bà già này đi. Bà của Nhiên là chiến binh phi thường, nhưng sao cháu thấy ngượng quá? Bà ơi, chúng ta về thôi, công an sẽ làm chủ cho chúng ta mà. Chúng ta không quan tâm họ, bà tức quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe, cháu sẽ đau lòng lắm. Đúng rồi, cháu bà nói đúng, để thằng danh con chịu hữu lượng ngồi tù. Con trai tôi sẽ không ngồi tù đâu. Bà đừng có nguyền rủa con trai tôi, bà già chết tiệt. Cầm miệng, thấy bà là bậc trưởng bối, tôi không muốn so đo với bà. Bản thân là Triệu Hữu Lượng ra tay trước, tôi mới là nạn nhân mà. Bà dám nguyền rủa bà nội tôi nữa, tôi không tha cho bà đâu. Lão đại mau ra đây. Triệu gia bắt nạt mẹ anh kia, bắt nạt đến cửa nhà rồi. Cơn tức này không thể chịu được. Lời vừa dứt, Triệu Hữu Phương và Triệu Tuyết Vy đã bước ra. Tiểu gia nhất định phải đối xử với tôi như vậy à? Cô có thể đừng tự mình đa tình không? Cô nói như vậy giống như tôi có quan hệ với cô vậy. Tôi Tiểu gia đã có vợ con rồi. Cô muốn đạp thuyền tìm người khác đi. Đừng nghĩ phá hỏng tình cảm vợ chồng chúng tôi. Đồ không giữ lễ nghĩa của phụ nữ, còn mặt mũi ra cửa. Nếu là trước khi giải phóng, nhất định kéo cô đi vào lồng heo, xem cô còn làm sao quyến rũ đàn ông. Triệu Hữu Phương thấy không cãi lại được hai bà cháu Tiểu gia, xông vào muốn ra tay. Tiểu gia liền trực tiếp đưa mặt ra. Đánh đi, nhà lão Triệu không phải thích đánh người sao? Đánh đi, ta tuyệt đối không đánh trả. Dừng tay, em trai anh còn ở trong kia, anh muốn theo vào sao? Hắn thật là không ra gì, không đánh hắn ta nuốt không cho cơn tức này. Tức chết mày, tức chết mày, đủ rồi. Cùng một làng quê lại phải đánh giết giết. Mọi người còn coi ta là trưởng thôn không? Trưởng thôn, chú nói vậy là không đúng rồi, là nhà hắn ra tay trước. Tôi là nạn nhân, tôi bà nước chết mất. Vậy anh ở đây làm gì? Không phải giao cho công an xử lý rồi sao? Bà nội tôi thương tôi bị đánh, mắng vài câu xả giận không được sao? Mắng cũng đã mắng rồi, về đi, bà cụ già như vậy rồi. Đừng để bà mệt. Tôi không mệt, lúc còn trẻ tôi có thể chửi bới với những bà lão đó 3 ngày 3 đêm mà không nghỉ. Bà nội, đây không phải chuyện vinh quang gì đâu. Cuối cùng vẫn nhờ sự khuyên can của mọi người, bà nội tạm mới trở về. Sau này bà nội sẽ chửi một lần mỗi ngày, lũ khốn Triệu ra đó. Dám bắt nạt cháu ta, bà nội chửi chết bọn họ, bà nội là tốt nhất. Viên viên bồi bổ cho Tiểu gia cho tốt. Ngày mai bà nội mang trứng gà đến cho cháu, đừng tiếc mà không ăn nhé. Bà nội không cần đâu, nhà có rồi, để dành cho bà ăn đi, bà khỏe mạnh. Tiểu gia mới vui mừng. Đúng vậy, viên viên nói đúng, cháu kiếm được tiền rồi. Bây giờ bữa nào cũng ăn trứng gà đến chán. Cháu ngốc, trứng gà đâu có ăn chán được. Bà nội biết anh hiếu thảo, thôi ta đi đây. Phải nhanh chóng xây nhà, để đón bà nội và cha mẹ đến ở cùng. Tôi mới có thể hiếu thảo với họ. Anh cả, Hữu Lượng nói sao? Chỉ là đánh nhau gây rối trật tự, cũng không có thương tích nghiêm trọng, vấn đề không lớn. Rắc rối là phải để Tiểu gia ký giấy tha thứ. Chỉ cần Tiểu gia không truy cứu, sẽ không phải ngồi tù. Giấy tha thứ, Tiểu gia không phải người dễ dàng đâu. Tôi sợ là phải trả giá lớn. Bất kể tốn bao nhiêu tiền, Tiểu Lượng không thể ngồi tù, càng không thể để lại án tích. Tôi đi nói với Tiểu gia, cố gắng thuyết phục hắn, tôi cũng không nói nữa. Các anh cứ như vậy, tôi làm trưởng thôn cũng rất khó xử. Nếu không có cách nào hòa giải với Tiểu gia, tôi chỉ có thể từ chức, không làm bánh kẹp nữa. Nhìn cậu kia nhát gan quá, khi tôi làm đội trưởng, cả làng ai dám không phục tôi? Cậu phải có uy của trưởng thôn, ai không phục thì đánh hắn. Nhà họ Triệu chúng ta đâu có thiếu ngươi. Bây giờ không giống như trước nữa, sẽ có người đến điều tra, còn phải bình chọn làng văn minh, sau này còn phải tuyển chọn. Nếu tôi làm như vậy, không thể được. Được rồi, nhanh chóng đi tìm Tiểu gia đi. Tiểu gia biết chắc chắn Triệu Thiết Cường sẽ tìm hắn, nên luôn chờ trong sân. Tiểu gia, lời khách sáo tôi không nói nữa. Trước đây chủ đối đãi anh không tệ, anh coi như nể mặt chú một chút. Chuyện này coi như kết thúc được không? Được, tôi biết chú là người thật thà. Có người anh như vậy, chú cũng khó xử, tôi cũng không dài dòng. Tôi muốn cái máy kéo của nhà Triệu Thiết Lâm. Máy kéo, đúng đấy, chính là cái máy kéo. Sau này tôi sẽ dùng để giao hàng. Trước định mua một cái từ huyện, vì nhà họ Triệu đã đưa đến, tôi sẽ lấy cái này. Chuyện này tôi không quyết định được, tôi về hỏi đã, ngày mai trả lời anh. Phiền chú Triệu rồi, chú nói rõ với Triệu Thiết Lâm, đừng có giở trò. Máy kéo không dùng được, thiếu phụ tùng, tôi cũng không tha cho họ. Cái gì, máy kéo? Thằng nhóc chết tiệt này thật dám đòi. Máy kéo thực ra nhà Triệu Thiết Lâm cũng không cần, chỉ là biểu tượng cho vinh quang trước kia. Bây giờ Tiểu gia muốn lấy đi, giống như vặn lòng hắn vậy, thật khó chịu. Không thể đổi cái khác được à? Đưa tiền có phải cũng như nhau đâu? Nếu hắn muốn 3-5 ngàn, anh có đưa không? Triệu Thiết Lâm thở dồn dập, tức đến mức mũi phun khói, nói không nên lời. Tôi về trước đây, anh suy nghĩ đi. Anh tức giận có ích gì? Thằng hai còn ở trong trại, không biết có ăn no không? Một cái máy kéo có quan trọng bằng con trai không?
Cô biết cái gì? Đây không phải là chuyện cái máy kéo. Vậy là chuyện gì? Lần này chúng ta thua trong tay tiểu gia. Chỉ có thể cứu con trai trước. Sau này còn nhiều cơ hội đối phó hắn. Bây giờ ông lề mề. Chỉ làm con trai chịu khổ. Chẳng ích gì. Đúng vậy, con trai là quan trọng nhất. Được lắm, tiểu gia, tao đã xem thử mày rồi. Chuyện này chưa xong đâu. Ngày hôm sau, sau khi Triệu Thiết Cương thông báo quyết định của Triệu Thiết Lâm cho tiểu gia ngay lập tức lại mày kéo về. Vợ à, sau này chúng ta cũng là người có xe rồi. Trông giỏi quá. Ba lại mày kéo chở chúng con đi chơi được không? Hết dầu rồi, chở ba đi mua dầu từ huyện về. Còn mua cái thùng xe, rồi chở các con đi chơi. Vâng, đúng rồi, giờ này rồi. Sao Trương Văn Phong còn chưa đến? Có lẽ là dậy muộn. Anh đến nhà anh ta xem sao. Tiểu gia đến nhà Trương Văn Phong, vừa định bước vào, đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong. Tôi đã nói với anh rồi, phải tính trước mọi thứ. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Anh nói nghĩa khí với người ta, ai sẽ lo cho anh? Người ta bây giờ có máy kéo, còn cần xe ngựa của anh sao? Bây giờ thì tốt rồi, ở nhà ăn gió Tây Bắc đi. Anh có làm được không? Đầu tiên vắt 100kg sữa bò từ con bò của quả phụ, sau đó đổ sữa vào nồi và đun nóng đến trạng thái sôi nhẹ. Chú ý đừng để sữa sôi quá mức, tránh tạo vàng sữa, ảnh hưởng đến hương vị. Đổ sữa đã đun vào lòng đỏ trứng đã đánh sẵn. Khuấy đều bằng que gỗ, đun nhỏ lửa đến khi hỗn hợp đặc lại, sau đó đổ vào hộp để nguội. Cuối cùng thêm kem tươi, đặt vào tủ đông trong 5 giờ. Đây là món kem mới của tiểu gia. Sao, ngon không? Ngon, còn ngon hơn kem que. Anh tiểu gia giỏi thật đấy, cái này anh cũng làm được à? Tôi còn biết làm nhiều thứ lắm. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, các cậu nghĩ nên bán bao nhiêu tiền? Kem què 3 phân một cái, kẹo mè đen 5 phân, kem sữa đắt nhất cũng 8 phân. Tôi nghĩ cái này còn ngon hơn kem sữa, nên bán 1 xu. Đúng, 1 xu, chắc chắn sẽ có người mua. Không được, cái này phải bán số lượng lớn, bán đắt quá không ai ăn. Mai tôi tính lại chi phí rồi quyết định, mùa hè này chúng ta sẽ kiếm tiền từ cái này. Được rồi, cái này chắc chắn bán chạy hơn trái cây sấy. Lần trước đưa trái cây sấy đến tiệm tạp hóa trường mà không bán được. Vài ngày nữa học sinh nghỉ hè càng khó bán hơn. Không bán được là vì tôi chưa bán nghiêm túc. Giờ đã mở rộng phân phối, tiếp theo là khuyến mãi. Tôi sẽ khiến bọn trẻ vào tiệm tạp hóa đều mua đồ ăn vặt của chúng ta. Tôi muốn chiếm hết tiền tiêu vặt của bọn trẻ trong huyện. Anh tiểu gia, vậy khi nào chúng ta bắt đầu kinh doanh kem? Nhanh thôi, 1-2 ngày nữa. Ai có người quen ở nhà máy cơ khí, tôi cần mua một số thiết bị và mua thùng xe kéo. Sau này tiện chạy qua chạy lại nhà máy cơ khí. Bố của Tiểu Diệp Tử là thợ hàn ở nhà máy cơ khí. Tay nghề của ông ấy tốt lắm. Người được nhắc đến là Tiểu Diệp Tử, tên thật là Diệp Phong. Bình thường cậu ít nói, rất ngại ngùng. Anh tiểu gia, anh cần thiết bị gì? Để tôi đi tìm bố tôi. Tôi đi cùng cậu. Quách Lỗi, Văn Phong, các cậu đi hỏi về thùng xe kéo, sau đó tìm vài công nhân tạm thời. Chuyển hàng cần người. 2 ngày nữa chúng ta bắt đầu làm. Được. Tiểu gia nói chuyện với Diệp Phong suốt đường đi. Thông tin hữu ích duy nhất là Diệp Phong giỏi toán. Tiểu gia muốn bồi dưỡng cậu làm kế toán cho công ty sau này. Bố, là con đây, anh tiểu gia muốn mua thiết bị, bố xem có giúp được không? Ồ, mua thiết bị gì? Chú Diệp, đây là bản vẽ của tôi, chú xem có làm được không? Bản vẽ của tiểu gia thực ra là máy làm kem đã cũ. Có thể làm được, không phức tạp lắm. Nhưng anh muốn tôi làm riêng, hay nhờ nhà máy làm? Tiểu gia nghe xong, hiểu ngay, làm riêng là làm thêm. Là chú Diệp kiếm thêm ngoài giờ, nhờ nhà máy làm, ông ấy không kiếm thêm được. Tất nhiên là nhờ chú Diệp làm rồi, chú bỏ giá đi, ban đầu làm 5 cái trước. Sau này cần thêm, tôi sẽ để Diệp Phong nói chuyện với chú. Được, 3 ngày là làm xong, mua cái 20 đồng. Đắt nhất là động cơ, giá nhập đã 10 đồng, nên anh phải trả tiền đặt cọc. Không cần phiền vậy đâu, tôi tin chú Diệp. Đây là 100 đồng, 3 ngày sau giao đến nhà máy. Diệp Phong biết rồi. Được, yên tâm, đảm bảo giao đúng hạn. Bận rộn cả ngày, chiều tối tiểu gia và Trương Văn Phong về nhà cùng xe ngựa. Văn Phong, sáng nay tôi nghe thấy vợ cậu nói chuyện. Nếu cậu muốn làm riêng cũng được, tôi ủng hộ cậu. Không có gì to tát đâu, tôi không nghĩ vậy đâu. Xin lỗi, anh tiểu gia, đừng để ý lời vợ tôi nói. Tôi sẽ không phản bội anh. Thật sự không có gì, Văn Phong, tiền nhiều lắm. Một người không kiếm hết được đâu. Làng này tôi chỉ tạm thời. Sớm muộn tôi cũng sẽ chuyển đến thị trấn. Tôi muốn cả nước, là cả thế giới. Tiền làng này tôi không để mắt tới. Tiểu gia không nói phép. Là người tài sinh. Nếu mãi ở lại làng thì thất bại quá. Anh tiểu gia, anh nói vậy làm tôi xấu hổ. Tôi không có tài cán gì đâu. Tài năng học từ từ mà có. Đừng tự ti. Nếu cậu hứng thú với máy kéo thì học đi. Tôi không cần xe lừa nữa. Nhưng tôi cần tài xế, cần người bốc xếp nhiều việc. Sao cậu lại nghĩ mình sẽ thất nghiệp? Còn có câu nói cổ hay lắm, phụ nữ quản gia, nhà cửa sụp đổ, đừng việc gì cũng nghe vợ. Đàn ông phải ra dáng đàn ông. Anh tiểu gia yên tâm, chỉ cần anh không đuổi, tôi sẽ làm việc với anh. Được, chỉ cần cậu theo anh làm việc, anh chắc chắn sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Về đến nhà, tiểu gia vì bận rộn cả ngày, mệt mỏi nằm lăn ra giường. Lúc này, lợi ích của việc nuôi con thể hiện rõ ràng. Đậu Đậu và Đinh Đinh mỗi người một bên lau tay, lau mặt cho anh. Khuôn mặt nhỏ đầy vẻ thương ba sẽ không chết chứ? Nói gì vậy? Ai dạy các con thế? Ba làm sao mà chết được? Trẻ con nói vậy, sau này đừng nói những lời như vậy. Không may, trước đây chúng con thấy ông trong làng như vậy.
Nam Minh không động đậy, rồi chết đi. Lâm Viên Viên định tiếp tục mắng cặp sinh đôi. Tiểu Gia lên tiếng, Viên Viên, em đừng nói bọn trẻ, anh sẽ giải thích cho con. Chuyện sinh tử cũng nên để bọn trẻ biết. Đậu Đậu, Đinh Đinh, nếu ba thật sự chết rồi, các con sẽ làm gì? Mua cho ba cái quan tài để ba vào. Mời đội kèn trống cho ba. Hát ba ngày ba đêm. Hai con thật là con ngoan của ba. Nhưng các con có quên điều gì không? Điều gì? Cặp sinh đôi mặt đầy vẻ ngơ ngác nhìn Tiểu Gia, khóc chứ, ba chết rồi. Các con không nhỏ nổi một giọt nước mắt sao? Nhưng chúng con đã mua quan tài và mời người hát. Hơn nữa, chúng con nghe các bà nói, hậu sự là Minh Đình, chết cũng đáng. Hừ, bà chết rồi, không ai mua kẹo cho các con, không ai đi dạy kiếm tiền cho các con. Đừng nói đến quần áo mới, ếch sắt và thịt kho, các con lại ăn khoai lang như trước thôi. Cặp sinh đôi nghe vậy, lập tức thay đổi sắc mặt. Đừng ba ơi, đừng chết. Có phải chúng con khóc thì ba sẽ không chết? Đình Đình khóc đi. Tiểu Gia thành công làm bọn trẻ khóc, trong lòng rất hài lòng. Anh này, một mét chẳng nghiêm chỉnh, thích chọc bọn trẻ khóc, thật là sở thích kỳ cục. Được rồi, Đậu Đậu, Đinh Đinh, ba đùa với các con thôi. Yên tâm đi, ba có thể sống thêm nghìn năm nữa. Thật không ạ? Tuyệt quá. Hai con ra ngoài chơi đi, mẹ có chuyện cần nói với ba. Được ạ. Lục Thiên Hành hôm nay tới đây, chuyện hợp tác để anh quyết định. Cho họ bọ cạp và vỏ ve sầu, lợi nhuận 2 đồng một cân. Đào Nam Du, anh thấy được không? Được mà, vợ à, em quyết định là được. Sau này việc nhà em cứ xử lý trước, đợi việc kinh doanh đi vào quỹ đạo rồi giao lại cho hậu cần. Bây giờ tạm thời em vất vả rồi, anh thật sự yên tâm giao cho em sao? Có gì mà không yên tâm, vợ chồng đồng lòng, tắt điện đông cũng cạn mà. Vợ đảm như vậy, anh hoàn toàn yên tâm. Đáng ghét, haha.